Gặp em ổn không? Trời ơi, đầu MC trời ơi. Thiệt luôn á. Em bình tĩnh không? Em bình tĩnh, rất bình tĩnh. Rồi, chơi. Ok, chơi. Ngôi sao nhanh như chớp Lê Dương Bảo Long đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Anh có hay nghe nhạc mấy cái ca nhạc không? Có. Nghe nhạc nhiều không? Nhiều. Nhạc xưa hay là nhạc bây giờ? Nhạc xưa. Nhạc xưa. Nhạc bây giờ nghe không? Không, nhạc 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 bóp có nghe không? Không. Mà nếu mà nghe nhạc dân ca miệt vườn, cải lương rồi đó, cải lương bolero dân ca rồi. Thắng rồi. Có nghe nhạc dạ. Không. Không. Nhạc khó nghe tại cái không nghe được cái lời, không có cảm được. Nè, rồi, câu hỏi bắt đầu. Rồi. Chị Tư là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi. Trời ơi. Nói liền cho em nghe. Cẩm Ly. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời, Cẩm Ly, Minh Tiết nè, Hà Phương nè, nhà cách mạng 8. Bạn em. Đúng, chính xác luôn. Trời ơi, em biết chồng họ luôn, biết gia đình đồ đồ này nọ luôn. Em biết chị Ly học đồ này nọ luôn, biết hết. Thiệt luôn. Biết thiệt luôn. Minh Vi là chồng quay. Minh Vi là chồng của chị Tiết. Không, em giỡn á, chị Cẩm Ly. Đúng rồi. Không lẽ không biết đúng không? Mọi người ơi. Cô gái Trung Hoa là biệt danh của ca sĩ nào? Trời ơi, nếu thích em thì... Trả lời. Lưng bánh hủ, lưng bánh hủ luôn. Chính xác. Dễ quá anh ơi. Quá dễ. Cô gái Trung Đông là biệt danh của ca sĩ nào? Cái gì? Ai? Cô gái Trung Đông. Cô gái Trung Đông hả? Trung Đông. Cô gái Trung gì? Trung Đông. Cô gái Trung Đông hả? Đúng rồi. Là biệt ca sĩ tên cô gái Trung Đông trời. Cô gái Bến Xe Miền Đông rồi có không? Làm việc cô gái Trung Đông đúng không? Cô gái Bến Xe Miền Đông thì hát được. Cô gái nào với xe miền Đông? Có người ơi, có về miền Đông đó với xe miền Tây đó, có về miền Tây đó với xe miền Đông đó, em về Đồng Nai đó với xe Phương Trang xé. Miệng lẹ đi chứ. Đây là câu hỏi cho vui thôi. Đây mà là chính thức. Búp bê là biệt danh của ca sĩ nào? Búp bê. Không phải Dung Hà, không phải nhà chưa nha. Gì? Búp bê. Búp bê đúng không? Thanh Thảo, búp bê. Nữa qua Vũ Hà để xem nhau. Hay là bằng anh xuất hiện chưa? Chưa. Câu nữa. Đây, tiếp tục nè. Dễ. Đàn kêu tít tít tình tang. Ai mang công chúa dưới hang trở về? Trời. Là hai câu nằm trong truyện cổ tích nào? Truyện cổ tích nào? Hay ghét gì vậy? Bạch xanh. Chính xác. Đúng rồi. Ủa mà sao thạch xanh là thạch xanh là em cái nghĩ là phải là câu chuyện thạch xanh hay là thạch xanh và Lý Thông. Em đang nghĩ trong đầu của em. Thế nào cũng được mà. Thế nào cũng được, đúng nào cũng được đúng không? Ừ. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Kể ba câu thành ngữ tục ngữ trong đó có chữ ăn. Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt. Một. Ăn quả như kẻ trồng cây. Hai. Ăn theo thở ở theo thờ. Ba. Đúng rồi. Bà nói chị kiểu như là chửi em á. Ghét, nói tiếp. Đây. Cái này chưa chắc anh biết nha. Trời. Đàn tờ rưng là nhạc cụ phổ biến nhất của dân tộc nào? Trời. Đây. Cái gì đàn gì? Đàn tờ rưng. Đàn tờ rưng á. Để mà cái ống người ta gõ ở nè. Dân tộc Tây đi. Không chính xác. Dạ. Cái này em đọc khó nè. Huệ Hồng Hương Hảo Hạnh Hi Ha Hi Hưởng Hát Hò Huệ Hát Hello Hồng Hò Huế Hương Hát Mẹ Yêu Hảo Hát Bài Tròi Hạnh Hò Vì Ý Dạ. Hỏi có bao nhiêu người hò? Hôm nay 6 đứa tên đều hát thì hello. Ba đứa. Không chính xác. Rồi qua. Dạ. Đáp án là hai người. Lẹ đi, không cần cơ đánh án, sai, biết mình sai rồi. Để cho quý vị khán giả phải biết chứ. Đây.
Bộ phim Hổ Chết đang làm mưa làm gió tại các phòng vé Trường Giang hăm hở đi xem, nhưng tới nơi phải ngậm ngùi đi về. Hỏi tại sao? Tại vì Hổ Chết rồi. Hổ Chết là sao? Hổ Chết rồi, lấy đâu coi. Bộ phim Hổ Chết Trường Giang báo tôi Hổ Chết, nhưng mà con Hổ Chết nghe, rồi. Nghe tao đọc đã. Đọc câu cuối. Đây, em nói là đốt chữ đó. Hổ Chết hết chỗ, hết chỗ. Hết chỗ. Mẹ đi qua anh ơi. Đây. Chiến dịch tiết kiệm điện nào thường được diễn ra ở vào cuối tháng 3 hàng năm? Chiến dịch. Chiến dịch hả? Có đọc tên không anh? Tên gì? Vì... tiết kiệm điện á. Tiết kiệm điện nào thường được diễn ra vào cuối tháng 3 hàng nha. Năm? Vì tiết điện quê em. Vì tiết điện quê em. Cái gì? Nói gì vậy? Vì tiết điện quê em. Không chính xác. Đáp án là giờ trái đất. Giờ trái đất hả? À, đúng rồi. Xàm vậy hết sợ. Cái này thì em nghĩ làm biết nè. Trong bài hát bụi phấn rơi khi nào? Khi thầy viết bản. Đúng rồi. Trong bài hát bụi phấn đã rơi ở những đâu? 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 Đổi MC rồi mà chương trình cứ bỏ vô hoài. Đáp án là bụi giảng hoặc là tóc thầy. Đi Dân Bảo Long đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu.